Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa thánh đế khổ tập diệt đạo, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, bốn tịnh lực, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa bốn tịnh lực, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, có pháp nào có thể đắc, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có thể hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu không? Phật dạy, thiện hiện không. Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, vậy lìa tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, có pháp nào có thể đắc,